Fan xếp hàng chờ Jennie Blackpink bao nuôi, sở hữu cơ ngơi đắt đỏ ở hàng lẫn Los Angeles, là idol vừa giỏi giang lại ngậm thìa vàng. Cuộc sống giàu sang của Jennie luôn là thứ dân tình ao ước có được. Được biết đến như một quý cô sành điệu, nữ idol nhà Blackpink sở hữu nhiều tài sản giá trị với dàn đồ hiệu đắt đỏ. Dù không công khai khoe mẽ, nhưng chỉ qua vài tấm ảnh hay video thường ngày, fan vẫn có thể nhìn thấy được độ xa xỉ của Jennie. Nhiều fan còn mong ước được nữ idol bao nuôi, người thì khóc thét vì chẳng đủ tiền để chip mua mình. Tối ngày 23 tháng 2 năm 2022, Jennie từng đăng tải một vlog trên trang YouTube cá nhân của mình. Nội dung video ghi lại cảnh sinh hoạt thường ngày của cô nàng cùng người thân và thành viên chuyến đi chơi cùng Rosie. Nhiều người hâm mộ đặc biệt chú ý chính là diện mạo sang trọng trong căn nhà riêng của Jennie tại Los Angeles. Ngôi nhà rộng lớn có bể bơi và được phân ra nhiều khu. Bên trong phòng ốc trang trí nhiều đồ nội thất xa xỉ. Điều này làm người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi biết được cô có nhà riêng tận trời Tây. Trước đó, Jennie từng khiến dân tình xôn xao, phát hiện cô chính là chủ nhân của căn nhà đắt đỏ mang tên The House tại làng Yeon Village, Hang Nam Dong, Yeonsan-gu của Seoul. Nơi đây được gọi là khu dân cư xa xỉ của giới thượng lưu Hàn Quốc. Theo truyền thông Hàn, các căn nhà ở khu vực này đều có giá từ 5,5 đến 6,5 tỷ won, khoảng 115 đến 136 tỷ đồng. Trong nhiều vlog trước đây cô nàng đăng tải, các fan dễ dàng nhìn thấy căn nhà với tông màu trắng chủ đạo này. Theo đó, nhà 2 tầng của Jennie có diện tích đến 450m² và 4 phòng đều được thiết kế rộng rãi thoáng mát. Các loại nội thất nhà Jennie sử dụng như gương lượng sóng 270 triệu đồng, chiếc loa hình đám mây khoảng 30 triệu đồng, bộ sofa có giá 230 triệu đồng, chiếc giường ngủ thấp nhất cũng gần 660 triệu đồng. Đặc biệt phải kể đến cây thông khổng lồ trang trí do Giáng sinh, được Jennie chi hết 6,6 triệu won, tương đương 140 triệu đồng. Độ giàu có sang chảnh của Jennie không ít lần khiến fan trầm trồ. Không chỉ sở hữu hai ngôi nhà ở địa điểm đắt đỏ, cô nàng còn có gia tài hàng hiệu danh giá. Công chúa Chanel có gần 20 chiếc túi đến từ khắp các thương hiệu danh tiếng như Chanel, Gucci, Celine, Louis Vuitton, Chanel với tổng giá trị 65.000 USD, tương đương 1,5 tỷ đồng. Trong đó, chiếc túi Chanel Racing Brass Diamond Evening có giá tới 15.000 USD, tương đương 346 triệu đồng. Không những thế, người hâm mộ phát sốt khi bóc giá các con siêu xe bạc tỷ của Jennie. Vào tháng 8 năm 2021, cô nàng rapper của Blackpink đăng tải trên Instagram cá nhân những hình ảnh ngồi trên siêu xe Porsche Turbo 911S. Chiếc xe này được bán ở Việt Nam với giá từ 15,43 tỷ đồng. Đây là chiếc xe mới và đắt nhất của cô nàng từng tiết lộ. Trước đó, cô nàng cũng từng đăng tải bức ảnh đưa thú cưng đi dạo bằng chiếc siêu xe Porsche Panamera có giá 2,31 tỷ đồng. Vốn nổi tiếng xuất thân trăm anh thấy Việt, Jennie được cho là có gia thế cực khủng với khối tài sản kết xù. Cô nàng xứng danh với cái chính hiệu khi có mẹ là CEO và là cổ đông của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, CJ&M. Vì thế, khi còn là thực tập sinh, nữ idol đã khiến công chúng trầm trồ vì được mẹ đưa đón bằng siêu xe có giá khoảng 4,72 tỷ đồng. Dù đã mất một khoảng thời gian dài không ra mắt cùng Blackpink, nhưng độ nổi tiếng của Jennie vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Nói về sự xinh đẹp của cô nàng, dù không sở hữu chiều cao quá ấn tượng, nhưng Jennie vẫn được mệnh danh là thánh body. Vòng eo con kiến và phần hông đẹp là điểm cộng giúp cô thu hút ánh nhìn. Bên cạnh đó, Jennie còn khiến fan si mê bởi phần mặt đầy đặn. Nữ idol không ngần ngại tung ra những bức ảnh hậu trường chưa chỉnh sửa để minh chứng cho body siêu thực. Khuôn mặt baby kết hợp cùng thân hình hút mắt giúp Jennie tạo nên nét riêng biệt. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận sự đa tài của Jennie trong con đường hoạt động nghệ thuật của mình. Cô nàng vừa là một ca sĩ rapper hoàn hảo của nhóm Blackpink, vừa là một biểu tượng thời trang chính hiệu được rất nhiều bạn trẻ học tập và theo đuổi. Là một trong những nữ idol có tài cá kiếm thượng thừa với nhiều hợp đồng thời trang trong tay, nên việc chân tình bỗng mắt khi bốc giá tài sản của Jennie đã không quá xa lạ. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.